Xin chào mọi người đến với trung tâm âm nhạc Thiền Grand, chuyên dạy các môn như là organ, piano và guitar. Bây giờ Thiền sẽ quay review trung tâm để cùng chia sẻ với mọi người nhé. Rồi, đây là các bé học viên đang vừa mới học xong nha mọi người. Đây là trung tâm, đây là buổi tối, các anh học rất là đông vui luôn, không? Rồi, giờ Thiền sẽ quay review cho mọi người xem. Đây là lớp học đệm. Đó. Đó, đây là lớp học đệm ha. Đó. Học trên đàn có đầy đủ chức năng để chúng ta học đệm nha mọi người. Đó. Đây là có cả dạy cả piano luôn và có các bé đang luyện tập đàn piano. Không? Thì trung tâm nhạc Thiền Grand nằm ở quận Tân Phú, gần đường Tây Thạnh nha mọi người. Đó. Đây là buổi tối hôm nay thì có một bé đang học đàn guitar. Không? Là vị trí mọi người có thể đến đây để đăng ký và trực tiếp với bạn thư ký này. Không. Đó. Trung tâm còn trung tâm ngoài ra trung tâm còn dạy vẽ nữa nha mọi người. Xin chào mọi người và chúc mọi người sức khỏe nha.